chào chị, xin hỏi là chị tên gì và tập ở đây bao lâu ạ? Chị tên Thảo. Thực ra chị mới đăng ký tập. Mới đăng ký tập thôi. Ok. Hôm nay là chị tham gia cái workshop về yoga mùi hương, cái lớp này lần đầu tiên tổ chức ở đây, thì cảm giác chị tập lớp này như thế nào ạ? Rất là mới lạ. Chị thích cái không gian mà có nếm, có hoa, có hương thơm. Chị thực ra trước đây đã học yoga cũng mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ mới bắt đầu đi học lại thì mình thấy nó có nhiều cái hay hơn. Với lại thầy nước ngoài dạy á, thì mình thấy là các master mình cảm thấy tin tưởng hơn về những cái động tác master dạy. Đây là lớp đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam có sự kết hợp của mùi hương và âm nhạc rất là đặc sắc, giúp cho chúng ta thư thái và cảm thấy thoải mái sau cái buổi tập này. Hôm nay chị có được nghe rằng là mình có một cái lớp đặc biệt về cách thiền của mình là thiền cùng với âm nhạc, thì không biết em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là thú vị và đặc sắc. So we have aroma workshop today and that was really great. And in this workshop we learned many things about the yoga, like how we do meditation and tratika, and also experiencing the flow of the yoga, different kind of the flow in this yoga. And the most important part, in between the class, we use the aroma perfume. That was so good, and it smelled pleasantly so good. Good scent, yeah. And members really love it, so relax, and can inhale and exhale much well in this. Lần đầu tiên mình hôm nay được trải nghiệm buổi tập thiền yoga của thầy Vicky và Azu, rất là ok, rất là mới mẻ. Kali đã tổ chức một bộ môn tạo cho một cái không gian là enjoy, rất là thoải mái, rất là happy. Và một cái mang lại cái một mùi hương thoang thoảng nghe nhẹ, rất là mới mẻ, làm cho chúng ta là thư giãn đầu óc, thoải mái tinh thần, làm việc một ngày mệt nhọc. Cảm ơn mọi người, mời mọi người đến California đăng ký ngay và tập cùng.